Tập trước, chúng ta có nói về sự kiện Betty and Reason. Sự kiện này được nhà khoa học của dự án Blue Book, Joseph Allen Hynek, nhận định là trường hợp tiếp xúc với người ngoài hành tinh quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Ngày 25 tháng 1 năm 1967, Betty đang rửa bát đĩa trong phòng bếp như mọi khi. Đột nhiên có một luồng ánh sáng chói chiếu từ ngoài vào. Lúc đó, cô ấy đã bị ánh sáng mạnh xuất hiện bất ngờ làm cho sợ hãi. Và đúng lúc chưa biết nên làm gì, thì đột nhiên bốn người ngoài tinh bay thẳng vào nhà cô. Do những gì Betty trải qua vô cùng đặc biệt, vì vậy, tiến sĩ Hynek đã lập tức cử điều tra viên Raymond đến điều tra. Không ngờ lại phát hiện trải nghiệm của Betty vượt xa sức tưởng tượng của họ. Hóa ra, Betty không chỉ đã gặp người ngoài hành tinh, thậm chí còn trở thành bạn với người ngoài tinh Quasga, đồng thời theo lời mời của anh ta đến tinh cầu nơi mà Quasga sinh sống. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng này, ký ức của Betty lại biến mất một cách kỳ lạ. Vì vậy, đội điều tra còn đặc biệt mời đến chuyên gia thôi miên giúp Betty nhớ lại những gì mình đã trải qua. Tuy nhiên, điều khiến họ không thể ngờ được rằng, sau đó Betty lại dùng một giọng điệu xa lạ nói trực tiếp với nhân viên điều tra rằng trái đất có nguy hiểm. Và lúc này đây, cuối cùng họ mới ý thức được rằng mình đã kết nối ý thức với người ngoài hành tinh mà không hay biết. Hóa ra, lần thôi miên này không chỉ đơn giản là sự truy lại ký ức, mà là một cuộc kết nối ý thức. Vậy thì rốt cuộc, tại sao người ngoài hành tinh lại muốn kết nối ý thức với đội điều tra? Trái đất rốt cuộc đang đứng trước nguy cơ như thế nào? Điều quan trọng nhất là, ở Betty, rốt cuộc còn có những trải nghiệm đáng kinh ngạc nào nữa? Tiếp theo đây, chúng ta cùng quay thời gian trở lại năm 1977, cùng nhau xem sau khi đáp đến cư hương của người ngoài hành tinh, Betty rốt cuộc đã trải qua những gì? Ngày 18 tháng 6 năm 1977, cùng với số lần thôi miên tăng lên, Betty đã dần dần tìm lại được trí nhớ đã mất của mình. Với sự giúp đỡ của nhà thôi miên vào ngày hôm đó, Betty đã quay trở lại phi thuyền. Lúc đó, phi thuyền vừa mới đáp đến tinh cầu ngoài hành tinh, Betty tỉnh lại sau một giấc ngủ say. Đột nhiên cô phát hiện, bên cạnh mình có một người đội mũ trùm đầu màu đen đang đứng đó, và người đó chính là Quasga. Nghe đến đây thì nhà thôi miên không kìm được bèn đưa ra câu hỏi, cô có biết vì sao anh ta lại phải đội mũ trùm đầu không? Betty trả lời, bởi vì anh ta không thích chỗ này. Mà thực ra không chỉ Quasga, mấy người ngoài hành tinh khác cũng đều dùng vải đen che kín mặt. Tiếp theo đó, dưới sự chỉ dẫn của người ngoài hành tinh, cửa phi thuyền sắp mở ra. Vô dĩ Betty nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một thế giới đặc biệt. Nhưng điều khiến cô ấy rất ngạc nhiên đó là, sau khi cánh cửa được mở ra, Betty lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Cô chỉ biết rằng mình dường như đã đi vào một không gian vô cùng rộng lớn. Cô thậm chí còn cảm nhận được từng đợt gió lạnh. Và ngay lúc Betty còn đang không rõ chuyện gì đang xảy ra, Quasga đã bước ra. Theo đó, tất cả quần áo mà người ngoài tinh mặc đều phát sáng. Lúc này thì Betty cuối cùng mới phát hiện ra mình đã đến một đường hầm cực lớn. Đường hầm này dường như cũng hơi cổ. Betty thậm chí còn nhìn thấy dấu tích đào bới nguyên sơ. Cuối đường hầm có một cánh cửa lớn rất sáng. Ngay giữa cánh cửa lớn có một loại phương tiện truyền dạng như thạch. Và rồi dưới sự hướng dẫn của người ngoài hành tinh, Betty xuyên qua phương tiện truyền và đi vào thế giới màu đỏ. Betty nói, thế giới này phát ra ánh sáng đỏ rất mãnh liệt. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, mọi thứ đều là một màu đỏ. Đỏ đến nỗi, ngay cả đến tấm vải đen trên mặt Quasga cũng biến thành màu đỏ sẫm. Ở đó có kiến trúc hay thực vật gì không? Nhà thôi miên hỏi. Ở đây không có thực vật, thậm chí trên mặt đất cũng trống trơn. Chúng tôi đang lơ lửng trên một giải băng màu đen. Giải băng này có chức năng dịch chuyển, có thể đưa mọi người đến điểm đích. Ở hai đầu của giải băng có rất nhiều tòa nhà. Bên trên dường như được chạm khắc lên thứ gì đó. Và thế là Betty tò mò đã tiến lên để xem, thì lại phát hiện cái thứ bám trên đó không phải là tạo hình, mà là một loại sinh vật nào đó. Chúng bám dày đặc trên các tòa nhà. Khi Betty nhìn thấy chúng, thì những sinh vật này còn phát ra những âm thanh vô cùng kỳ dị, rồi liên tục rung trong mắt của mình. Lúc này Betty mới phát hiện sinh vật kỳ dị không có đầu. Lúc đó cô đã bị các sinh vật trước mắt đây làm cho sợ hết hồn. Hơn nữa không phải chỉ Betty thấy sợ hãi, mà sinh vật mắt dường như cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Betty và chạy thục mạng về phía đỉnh tòa nhà. Và khi ngước đầu lên nhìn về hướng sinh vật bỏ chạy, thì Betty lại nhìn thấy trần nhà bằng đá. Sau một thời gian dài mới biết, hóa ra thế giới thần bí này lại nằm ở phía bên trong hành tinh. Năm 1950, Enrico Fermi, nhà vật lý học nổi tiếng người Mỹ, trong khi nói chuyện với bạn, thì đột nhiên chú ý đến một điều đặc biệt kỳ lạ. Về lý mà nói, dải ngân hà có 40 tỷ ngôi sao. Theo một số nguyên tắc loại bỏ nhất định, loại bỏ đi một số tinh cầu, thì dải ngân hà lẽ ra phải có ít nhất 100.000 ngôi sao có tồn tại sinh mệnh mới đúng. Nhưng điều kỳ lạ là cho đến nay, chúng ta vẫn chưa phát hiện ra người ngoài hành tinh. Và đây chính là nghịch lý Fermi nổi tiếng. Nghịch lý này đã chỉ ra một vấn đề, hoặc là tỷ lệ hình thành sinh mệnh còn thấp hơn rất nhiều so với chúng ta nghĩ, hoặc là chúng ta căn bản đã tìm sai phương hướng. Ví dụ, chúng ta từng cho rằng nước và không khí là nguyên tố không thể thiếu cho sự sống. Nhưng giờ lại có khoa học gia đề xuất rằng
Nếu người ngoài hành tinh là được cấu tạo từ dạng sống dựa trên silicon, vậy thì họ hoàn toàn không cần nước, thậm chí ngay cả đến oxy cũng không cần. Thật trùng hợp là đài thiên văn Arecibo vào năm 1974 từng gửi một tổ mã số nhị phân đến cụm sao M13, nơi cách trái đất 25.000 năm ánh sáng. Và trong mã số này đã giới thiệu vị trí của trái đất, thậm chí còn giới thiệu sinh mệnh trên trái đất, chủ yếu là do nguyên tố carbon tổ hợp thành. Tuy nhiên, điều khiến cho các khoa học gia chấn động đó là 27 năm sau khi thông điệp này được gửi đi, trên vòng tròn lúa mì bên cạnh đài thiên văn Arecibo đã xuất hiện tin nhắn trả lời của người ngoài hành tinh. Trong đó có đề cập rằng trong nguyên tố cấu thành người ngoài hành tinh lại có tồn tại Si. Và đây chính là tin nhắn Arecibo nổi tiếng. Mặc dù hiện nay chúng ta vẫn chưa tìm thấy người ngoài hành tinh, nhưng không thể phủ nhận rằng tin nhắn này đã đưa ra cho con người một phương hướng mới. Có lẽ về bản chất, người ngoài hành tinh là không giống con người trái đất. Thậm chí họ có lẽ không phải ở trên bề mặt tinh cầu, cũng giống như nhóm Quasga vậy. Ngay sau khi Betty đi qua quần thể các tòa nhà đầy dãy sinh vật mắt, cô ấy đã đến một ngã tư. Ngay chính giữa ngã tư, Betty lại nhìn thấy phương tiện truyền dạng thạch. Betty đã đến một thế giới màu xanh tuyệt đẹp. Khác với thế giới màu đỏ vừa rồi, thế giới màu xanh tràn ngập các loài hoa và cây cỏ kỳ lạ. Thân rễ của chúng phát ra ánh sáng màu bạc. Và khi Betty quan sát chúng, cô thậm chí còn nghe thấy các cuộc nói chuyện giữa những cái cây. Có cây thì đang truyền đạt kiến thức về sự sống, có cây thì đang chia sẻ tâm trạng gần đây. Ngoài khu rừng đẹp đẽ, Betty còn nhìn thấy rất nhiều đốm sáng màu vàng. Nghe nói mỗi đốm sáng đều là một ý thức. Chúng đang suy nghĩ hành trình sinh mệnh tới đây nên đi đến đâu. Betty nói nếu được, cô ấy thật sự rất muốn ở lại đó lâu hơn chút nữa. Nhưng cô ấy biết khu vườn này không phải đích đến của mình. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của băng truyền màu đen, mọi người đã bay khỏi khu rừng và không ngừng di chuyển lên trên. Và thế là cùng với sự thay đổi của độ cao, Betty đã nhìn thấy một vùng lớn các tòa nhà. Lúc này nhà thôi miên nhắc Betty hãy nhìn vị trí của bầu trời để xác định xem mình còn ở thế giới dưới lòng đất hay không. Và rồi Betty đáp, bầu trời lúc này đúng là đã khác rồi. Nó không còn là đá nữa, mà đã là pha lê. Pha lê giống như một mái vòm bao trùm lấy một thế giới tuyệt đẹp. Nói cách khác, rất có thể lúc này Betty vẫn còn đang ở phía bên trong lòng đất. Cô cảm giác như Quasga và những người khác thường xuyên thông qua đường hầm để ra vào thế giới dưới lòng đất. Sau khi vào rồi thì trước tiên sẽ đáp đến khu vực màu đỏ. Không gian này không có mái vòm, vì vậy người ngoài tinh lại đội mũ đen lên. Cho đến sau khi vào trong mái vòm rồi, họ mới bỏ khăn đen xuống. Chẳng có lẽ trong thế giới màu đỏ có vật chất gì đó sẽ gây hại đến Quasga và những người khác hay sao? Betty cùng nhóm người tiếp tục di chuyển trên băng truyền màu đen. Trong quá trình đó, Betty còn nhìn thấy rất nhiều động vật đang bay không giống trên trái đất. Trong đó đặc biệt nhất chính là chim cá. Đây là một loài chim đặc biệt có thân cá. Và đúng lúc Betty đang chú ý quan sát chim cá bên cạnh mình, đột nhiên cô chú ý thấy phía trước có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng. Cô nhìn theo xuống thì bỗng thấy kim tự tháp. Nhưng kim tự tháp ở đây rất khác với trên trái đất. Nó không phải màu vàng mà là màu trắng. Có thể xem đến đây nhiều người sẽ thấy rất ngạc nhiên, bởi vì thường thì ấn tượng của mọi người về kim tự tháp chắc chắn không phải là màu trắng. Nhưng căn cứ theo một bản ghi chép giấy cói 4.500 năm trước, nhật ký của Mir, rất lâu trước kia, kim tự tháp Khufu chính là màu trắng. Căn cứ theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ học, sở dĩ kim tự tháp Khufu có màu trắng là do trên đó từng có một lớp đá vôi bao phủ. Dưới ánh mặt trời như thiêu đốt, đá vôi sẽ phản xạ ánh sáng mặt trời. Vì vậy nhìn từ xa sẽ là một tòa kim tự tháp trắng không tì vết. Điểm quan trọng là bản ghi chép giấy cói này mới được các nhà khảo cổ học khai quật lên. Cũng tức là nói, trước năm 2013 thì căn bản là chẳng có ai nghĩ rằng kim tự tháp từng là màu trắng được. Vậy mà Betty đã nhìn thấy kim tự tháp có tạo hình giống với kim tự tháp Khufu đến vậy. Và điều này đã tăng thêm độ tin cậy cho lời khai qua thôi miên của Betty. Không chỉ giống kim tự tháp Ai Cập, Betty thậm chí còn nhìn thấy phía trên đỉnh kim tự tháp có điêu khắc Pharaoh 11 mặt. Chẳng có lẽ nào kim tự tháp Ai Cập, Pharaoh và nhóm người Quasga giữa họ có mối quan hệ gì sao? Càng thần kỳ hơn là, không lâu sau khi bay qua phía trên kim tự tháp, Betty đột nhiên nhìn thấy một nhóm pha lê khổng lồ đang lơ lửng trên không. Chúng xếp chồng lên nhau, vây quanh Phượng Hoàng Thần Thánh. Betty miêu tả, phía sau nhóm pha lê, cô ấy đã nhìn thấy một con chim khổng lồ đang rực cháy. Lúc đó khi nhân viên điều tra nghe thấy thế, đã lập tức liên tưởng ngay đến Phượng Hoàng. Tuy nhiên dựa theo miêu tả của Betty, Phượng Hoàng này có vẻ rất giống Đại Bàng. Nó đang không ngừng cháy, thậm chí còn phát ra ánh sáng chói mắt. Betty thậm chí còn từng nghĩ rằng, nếu như không phải có băng truyền phía bên dưới làm tấm chắn cho họ, vậy thì cô ấy dường như có thể chắc chắn rằng bản thân mình tuyệt đối sẽ hóa thành tro bụi. Và rồi ngay lúc Betty đang nhìn chăm chú vào Phượng Hoàng trước mắt, đột nhiên cô ấy dịch chuyển tức thời vào trong một không gian thần bí. Lúc đó Betty vô cùng sợ hãi, bởi vì trong không gian này không có một thứ gì cả.
Không có Phượng Hoàng đang bốc cháy vừa rồi, không có Pasca, ngay cả đến băng chuyển đen đưa họ đến suốt dọc đường cũng đều đã biến mất. Và rồi, vừa lúc đang hoang mang, cô đột nhiên nghe thấy một âm thanh thần bí nói rằng ta đã chọn cô. Lúc này Betty nhìn ngang ngó dọc, cố gắng tìm xem âm thanh đó từ đâu đến, nhưng lại không thấy gì cả. Vì vậy Betty đã hỏi, người là ai? Người là Chúa sao? Tại sao lại nói đã chọn tôi? Âm thanh thần bí không trả lời trực tiếp mình có phải là Chúa hay không, chỉ nói với Betty, ta là một. Cùng với thời gian qua đi, có một ngày cô sẽ hiểu. Lúc đó nghe thấy âm thanh thần bí nói mình là một, chúng tôi đã lập tức nghĩ ngay đến tờ một đô Mỹ. Trên tờ một đô của Mỹ có một con đại bàng, trong miệng nó có ngậm một dải ruy băng. Đây là một câu tiếng Latin, dịch ra thì có nghĩa là chúng ta là một. Có lẽ nào đây là một mà Betty nghe thấy sao? Điều kỳ lạ nhất là đối diện với đại bàng còn có một kim tự tháp chưa hoàn thành. Bên trên không chỉ có con mắt toàn thị của hội tam điểm, thậm chí còn viết hai câu tiếng Latin khác, lần lượt là Thiên Chúa đã ủng hộ chủ trương của chúng ta và trật tự thế giới mới. Nhưng vấn đề là tại sao Mỹ lại đặt những hình này lên tờ một đô vậy? Bởi vì đây không phải những hình thông thường mà là quốc huy Hoa Kỳ. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Đúng là Mỹ đã đặt công trình mốc của Ai Cập lên quốc huy của mình. Chẳng lẽ nào Mỹ xưa nó biết đáp án của bí mật kim tự tháp hay sao? Thậm chí còn thông qua đáp án này tìm ra Quasca, cho nên mới có chúng ta là một trên quốc huy hay sao? Căn cứ theo cách nói của điều tra viên Raymond, ngay sau khi Betty nói với đội nghiên cứu là cô ấy đã gặp một, thì Betty đột nhiên im lặng, không nói gì nữa. Đây là tình huống mà đội nhóm ông Raymond chưa từng gặp bao giờ. Vì vậy lúc đó, tất cả nhân viên nghiên cứu ở đó đều rất lo lắng. Và đúng lúc họ không biết phải làm gì, thì Betty bất ngờ nói một loại ngôn ngữ mà mọi người chưa nghe thấy bao giờ cả. Không chỉ ngôn ngữ kỳ lạ, mà có lúc Betty thậm chí còn pha trộn chút tiếng Anh, ví dụ như căn cứ số 32, độ cong. Do trước kia Betty từng xuất hiện tình trạng kết nối ý thức với người ngoài hành tinh, cho nên nghiên cứu viên đã lập tức nhận ra, có lẽ Betty hiện giờ lại trở thành loa truyền tin của người ngoài hành tinh rồi. Và thế là nghiên cứu viên bèn hỏi, xin hỏi hiện đang nói chuyện với chúng tôi đây là Betty sao? Một giọng nói lạ lẫm đáp, không phải. Quả nhiên, Betty lại lần nữa kết nối với người ngoài hành tinh rồi. Và thế là nghiên cứu viên nắm lấy cơ hội, tiếp tục hỏi, có thể nói cho chúng tôi biết tinh cầu của anh ở đâu không? Hiện trường lại chìm vào im lặng. Sẽ thấy có lẽ sẽ không nhận được đáp án, nghiên cứu viên đổ một vấn đề khác. Trước kia các anh nói, các anh đến trái đất là vì trái đất gặp nguy hiểm. Anh có thể nói rõ hơn là nguy hiểm gì không? Mặt trời. Mặt trời, ý anh là mặt trời sẽ bị hủy diệt trong tương lai sao? Không, không phải sắp bị hủy diệt. Đối với chúng tôi mà nói, thì mặt trời của các anh đã hủy diệt rồi. Có thể tưởng tượng được, khi điều tra viên nghe thấy việc mặt trời chắc chắn bị hủy diệt, thì đã vô cùng sợ hãi. Và thế là họ lập tức hỏi ngay. Anh có thể nói cho chúng tôi biết, lúc nào mặt trời sẽ hủy diệt không? Rất tiếc, chúng tôi không thể nào trả lời vấn đề của anh được, bởi vì trong duy độ của chúng tôi không có thời gian. Thời gian chỉ tồn tại ở duy độ trái đất. Do việc kết nối ý thức với người ngoài hành tinh là một sự kiện rất hiếm gặp, vì vậy sau khi điều tra viên phát hiện người ngoài hành tinh xuất hiện, họ đã ngay lập tức nắm lấy cơ hội mà đưa ra vấn đề. Ngoài khả năng có vấn đề với mặt trời ra, tương lai còn xảy ra việc gì nữa không? Con người trái đất đang hủy diệt chính mình. Lòng tham của các anh đã thu hút những thứ bẩn thỉu. Lúc này ông Raymond thấy rất khó hiểu bèn hỏi, những thứ bẩn thỉu mà anh nói là chỉ ngoài các anh ra còn có người ngoài tinh khác đến trái đất sao? Hiện nay có 70 chủng tộc có thể ghé đến trái đất. Có chủng tộc đến từ các tinh cầu khác nhau. Có chủng tộc đến từ trong lòng trái đất. Tại sao các anh lại đến trái đất? Chúng tôi đến để giúp các anh. Thế nhưng không phải người ngoài tinh nào cũng đến để giúp đỡ. Hãy nhớ, sự thật, tự do, tình yêu là điều mấu chốt. Cánh cổng lớn cũng là điểm mấu chốt. Khi người ngoài tinh thông qua Betty nói ra những lời trên đây, tất cả điều tra viên ở hiện trường lúc đó không một ai hiểu. Ai cũng đang nghĩ, chân tướng, tự do, tình yêu là điểm mấu chốt. Cái này thì rất dễ hiểu rồi. Nhưng tại sao người ngoài hành tinh còn nhắc đến cái cổng lớn chứ? Và thế là điều tra viên tiếp tục hỏi dò. Thế nhưng người ngoài hành tinh không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng mà lần này không có được đáp án cũng không sao. Bởi vì chẳng bao lâu sau nữa, Betty sẽ đến trước cánh cổng lớn. Sau vài ngày nghỉ ngơi, ngày 16 tháng 7 năm 1977, lần thôi miên thứ 12 đã chính thức bắt đầu. Bây giờ, hãy nói cho chúng tôi biết cô nhìn thấy gì. Tôi đã thấy một đám sương mù. Chúng tôi đang di chuyển trong sương mù. Phía trước hình như có thứ gì đó. Và rồi không lâu sau, khi sương mù tan đi, Betty đã nhìn thấy rất nhiều đĩa bay đỗ tại đó. Bên cạnh còn có người ngoài hành tinh đang sử dụng công cụ laser để lấy khoáng chất màu xanh trên vách núi. Và thế là Betty quay sang hỏi Quasca, họ đang làm gì vậy? Quasca đáp, họ đang khai thác khoáng sản mà tàu vũ trụ cần khi di chuyển giữa các vì sao. Thật trùng hợp,
Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, vào năm 1990, Angelo Pittoni, một nhà địa chất người Ý, đã từng phát hiện tại nước Cộng hòa Sierra Leone, Tây Phi, có một loại đá trời màu xanh lam rất đặc biệt. Căn cứ theo truyền thuyết địa phương, từ rất rất lâu trước kia, đã từng có một nhóm thiên sứ Nomoli do phạm phải luật trời nên đã bị thần đẩy xuống phàm giới. Thời khắc mà họ rơi xuống đó, thậm chí còn đâm vỡ cả bầu trời, vì thế mới có đá trời. Do đá trời trông quá đỗi đặc biệt, vì vậy Angelo đã đưa nó đến Đức và Nhật để tiến hành kiểm tra. Điều quan trọng là qua phân tích của phòng thí nghiệm, các khoa học gia đã kiểm tra ra hơn 77% thành phần oxy trong đá. Nhưng đây dường như là điều không thể, bởi vì khoáng chất thông thường liên kết với oxy không thể có hàm lượng oxy cao như vậy được. Vì vậy, cũng có học giả cho rằng đá trời có hàm lượng oxy cao như vậy không phải sản vật trái đất. Càng kinh ngạc hơn là, sau này tại đúng nơi phát hiện ra đá trời, các nhà khảo cổ học lại khai quật được rất nhiều bức tượng điêu khắc kỳ lạ. Chẳng có lẽ họ chính là các thiên thần Nomoli từ trên trời rớt xuống trong huyền thoại đó sao? Hay họ chính là người ngoài tinh mà Betty gặp? Dù gì thì căn cứ theo cách nói của Quasca, phi thuyền của họ chính là được cung cấp năng lượng từ quặng xanh. Sau khi biết được rằng đĩa bay là được vận hành bởi loại khoáng chất màu xanh, Quasca tiếp tục giới thiệu cho Betty về nguyên lý hoạt động của UFO. Và phần này cũng là lý do tại sao sự kiện Betty Anderson lại rất quan trọng. Bởi vì vào những năm 1970, cơ bản là không có ai có thể miêu tả được UFO vận hành như thế nào. Vì thế cho nên, tài liệu này đối với học giả giới UFO lúc đó mà nói là tài liệu tham khảo rất quý. Thậm chí rất nhiều phân tích UFO sau đó đều được xây dựng trên báo cáo của Betty. Theo lời kể của Quasca, thông thường thì UFO gồm có 3 tầng, lối ra vào ở chỗ tầng 2. Lúc trước, Betty là từ đây lên cầu thang để lên tầng trên, rồi vào thiết bị thanh lọc. Cuối cùng thì thông qua thiết bị thanh lọc và phòng phẫu thuật. Bên cạnh phòng phẫu thuật là khoang bảo vệ nơi Betty ở khi tiến đến tinh cầu ngoài hành tinh. Và tầng cuối cùng chính là phòng động lực của UFO. Ở đây có 4 viên pha lê nhìn giống như quả bóng bowling. Sau khi kích hoạt UFO, viên pha lê trên cùng sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ. Pha lê lớn phía bên dưới sẽ xoay chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Tiếp theo đó thì phần giữa hai viên pha lê sẽ sinh ra năng lượng dẫn động vòng tròn bên cạnh xoay chuyển, đồng thời thông qua vòng tròn đưa năng lượng vào vỏ UFO, cuối cùng thay đổi trường lực của lớp vỏ UFO. Ngay sau đó là có thể tùy ý du hành xuyên thời không. Và ngay sau khi tham quan xong xưởng sản xuất UFO, Quasca đã đưa Betty đến trước một vật thể hình cầu. Đây là phương tiện giao thông mà người ngoài tinh thường dùng trong chính tinh cầu của họ. Do trong quá trình di chuyển không cần sử dụng nhiên liệu, vì vậy sẽ không gây ô nhiễm. Và rồi sau một hồi di chuyển, phương tiện giao thông hình cầu dừng lại trước một cánh cổng lớn. Và đây chính là trạm cuối cùng của hành trình ngoài hành tinh của Betty. Lúc này trước mắt Betty có một dãy cửa pha lê rất hùng vĩ. Đằng sau mỗi cánh cửa pha lê đều có một cánh cửa pha lê khác. Ở phía trước nhất có một người ngoài tinh nhỏ lùn thông qua thần giao cách cảm chào đón Betty đến, đồng thời nói với cô ấy vị kia đã đợi cô rất lâu rồi. Lúc đó thì Betty liền hiểu ra ngay vị kia mà người ngoài tinh nói đến chính là Một. Do phía trước đó Một nói chuyện mà không có hiện hình, nên khi người ngoài tinh nói Một đang đợi ở bên trong thì Betty đã vô cùng hào hứng. Và thế là cô ấy không nói thêm điều gì cả mà bước ngay vào cánh cổng pha lê, một mạch tiến đến phía bên trong cửa. Điều kỳ diệu là Betty cứ tiến vào, rồi cô bắt đầu cảm thấy cơ thể mình ngày càng nhẹ. Và thế là cô tò mò quay lại nhìn xem mình đã đi được bao xa rồi, thì lúc này mới phát hiện cơ thể của mình vẫn còn đang ở phía bên ngoài cổng lớn. Hóa ra, kể từ cái thời khắc mà Betty bước vào cửa đó, linh hồn của cô ấy đã thoát rời khỏi cơ thể xác thịt rồi. Betty nói, cảm giác tách rời khỏi cơ thể xác thịt thật tuyệt diệu. Tuyệt diệu đến nỗi có cảm giác như không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả được. Lúc này thì Betty trong thế giới hiện thực bắt đầu mỉm cười, thậm chí còn giơ hai cánh tay lên vẫy trong không trung. Hóa ra trong vô thức, Betty đã đến một khu rừng thủy tinh. Khu rừng thủy tinh, điều tra viên thấy khó hiểu bèn hỏi. Betty đáp, đúng vậy, tất cả mọi thứ ở đây đều làm bằng thủy tinh. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều hoa cỏ cây cối, thậm chí còn nhìn thấy những chú bướm, nhưng chúng lại không động đậy. Và thế là Betty giơ tay lên chạm vào chú bướm. Và thật thần kỳ, những chú bướm thủy tinh vốn dĩ đang bất động bèn bắt đầu bay lên. Betty rất hào hứng theo những chú bướm tiến về phía trước. Và rồi cô ấy đã nhìn thấy Một. Lúc này, những nhân viên điều tra bên cạnh Betty rất trông đợi. Người phụ trách ghi chép cầm bút lên, ai nấy đều nín thở, sợ có một sai sót thôi là lọt mắt bất cứ những gì Một nói. Và đúng vào thời khắc quan trọng này, Betty lại bắt đầu nói ngôn ngữ không xác định. Đợi Betty nói xong, ông Raymond lập tức hỏi, ngôn ngữ bí ẩn mà cô vừa nói có nghĩa gì vậy? Cô nhìn thấy Một rồi chứ? Betty đáp, rất tiếc, tôi không thể trả lời vấn đề này của ông. Tại sao vậy? Xin lỗi, tôi hy vọng có thể chia sẻ với các anh, nhưng tôi không thể. Cô được yêu cầu không được chia sẻ với chúng tôi sao? Một phần là vậy. Người đó bày tỏ với cô không được nói với chúng tôi như thế nào.
Rất tiếc, tôi không thể nói phần này với ông được. Giờ thì tôi được yêu cầu phải rời đi rồi. Tôi phải quay trở lại trái đất rồi. Căn cứ theo cách nói của Betty, ngay sau khi gặp một xong, cô đã dọc theo con đường ban đầu đi ra khỏi cánh cổng lớn, ngồi trên phương tiện giao thông hình tròn về tận đường hầm ban đầu. Như ở một góc của đường hầm, cô đột nhiên chú ý đến một nhóm thứ gì đó giống pha lê đang phát sáng. Phía Betty quay sang hỏi Quaska những thứ này là gì. Quaska ra hiệu Betty có thể lại gần nhìn xem. Và rồi khi Betty tiến lại gần, cô nhìn thấy trong cột pha lê có người. Những người này đến từ các quốc gia khác nhau, thậm chí các thời đại khác nhau. Có người nhìn giống thổ dân châu Mỹ, có người thì mặc kimono Nhật Bản, còn có người Trung Quốc. Tất cả bọn họ đều nằm yên lặng trong cột pha lê. Betty hỏi Quaska, những người này không giống đã chết. Quaska đáp, đúng là như vậy, họ vốn chưa chết. Nói một cách chính xác, những cơ thể này chỉ là vật chứa để dùng khi có nhiệm vụ. Vào thời điểm nhất định, người ngoài hành tinh sẽ theo phương thức tiêm linh hồn vào vật chứa này đến trái đất giúp con người tiến bộ. Và đây chính là thứ gọi là hạt giống giữa các vì sao. Xem đến đây, tôi tin chắc điều mọi người muốn biết nhất là sự kiện Betty Anderson giúp cuộc có đáng tin hay không. Liên quan đến vấn đề này, một số người cho rằng sự kiện này từ đầu đến cuối chính là lời nói dối của Betty. Dù gì thì ngoài những lời khai của cô ra, Betty cũng không đưa ra được bất cứ chứng cứ nào cả. Thậm chí còn không thể trả lời được người ngoài hành tinh giúp cuộc cư trú trên tinh cầu nào. Nhưng dù là vậy, những gì Betty gặp phải vẫn nhận được đánh giá cao từ nhà khoa học Hynek của dự án Blue Book và điều tra viên Raymond. Các bạn cần biết rằng, những người này đều là chuyên gia có nền tảng khoa học. Trong quá trình điều tra, ông Raymond thậm chí còn đưa ra máy dò nói dối để phán đoán xem Betty rốt cuộc có nói dối hay không. Tiến sĩ Hynek cũng biểu thị nhiều lần trong sách của Raymond rằng ông không cho rằng sự kiện Betty Anderson là nói luyên thuyên. Câu chuyện của Betty dù kỳ lạ đến đâu, nhưng vẫn được coi là trường hợp có giá trị nhất từng được ghi nhận với UFO. Bởi vì toàn bộ câu chuyện này đã được nhiều bên kiểm chứng. Trước hết, Betty đã vẽ một số lượng lớn các bức tranh mô tả chi tiết trong trạng thái thôi miên. Giữa những bức hình này không hề có sự mâu thuẫn hay mất liên kết. Nếu chúng chỉ là bịa đặt thì sẽ không thể nào không có sai sót gì cả. Thứ hai, Becky, con gái của Betty, sau đó cũng được thôi miên hồi tưởng và kết quả hoàn toàn khớp với mô tả của người mẹ. Quan trọng hơn, cả Betty và con gái Becky đều vượt qua bài kiểm tra nói dối nghiêm ngặt và chứng minh rằng họ không nói dối. Trung tâm nghiên cứu UFO đã dành cả năm để nghiên cứu trường hợp của Betty và công bố 3 báo cáo bí mật với tổng cộng 28 trang. Cuối cùng, họ nói, trước những bằng chứng rất có giá trị, những nghi ngờ của chúng tôi đã bị loại bỏ. Còn các bạn thì nghĩ thế nào? Bạn có cho rằng con người trong trạng thái thôi miên có thể dựa vào trí tưởng tượng tạo ra được những trải nghiệm kỳ ảo đến vậy hay không? Bạn có cho rằng những lời Betty nói là đáng tin không? Điều quan trọng nhất là bạn cho rằng lúc xưa, một số cuộc đã nói với Betty những gì mà chúng ta không thể biết được. Hoan nghênh mọi người thảo luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu muốn, các bạn có thể đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Hoặc nếu còn thời gian, các bạn có thể xem thêm các video khác của channel này.